Không gian tiệc cưới ngập tràn sắc trắng của Khởi My và Kevin Khánh. Không gian tiệc cưới của Khởi My Kevin Khánh đã chính thức được hé lộ trước giờ đại tiệc. Sáng nay 23 tháng 11, Khởi My và Kevin Khánh vừa bí mật tổ chức lễ cưới tại nhà riêng. Từ trước đến nay, mọi thông tin về lễ cưới của họ đều được giấu kín đến phút chót, từ đám hỏi cho đến đám cưới. Ngay khi cặp đôi thực hiện các nghi thức của lễ cưới, thì hình ảnh của họ đã được cập nhật nhanh chóng lên mạng xã hội. Cô dâu Khởi My tươi cười rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng, còn chú rể Kevin Khánh lại bảnh bao và điển trai trong bộ vest. Anh đã đưa cả đoàn mô tô khủng đến nhà Khởi My để đón cô nàng. Bên cạnh các nghi thức tại nhà riêng, thì cặp đôi sẽ có thêm một buổi tiệc để chung vui với bạn bè vào tối cùng ngày. Phóng viên đã nhanh chóng đến hiện trường để ghi lại không gian tiệc cưới của họ trước giờ lên sóng. Lối vào tại không gian tiệc cưới đã được trang trí bằng nhiều hoa tươi. Khởi My và Kevin Khánh đã thuê một khách sạn tại khu biệt thự riêng biệt ở quận 2 để làm tiệc chung vui cùng bạn bè. Đặc biệt, tiệc cưới này sẽ được thực hiện ở khuôn viên hồ bơi của khách sạn. Khách mời đến với sự kiện này rất ít. Khởi My và Kevin Khánh chỉ mời một số đồng nghiệp thân thiết của họ trong giới showbiz. Mọi người đang ráo riết trang hoàng sân khấu cho tối nay. Bản tên hai nhân vật chính của buổi tiệc, khu vực dành cho cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh cắt bánh kem. Tối nay hứa hẹn sẽ là một buổi tiệc lãng mạn gần gũi và đầy hạnh phúc đến từ cặp đôi được khán giả yêu thương nhất nhì làng giải trí. Mẹ Khởi My đã dặn dò con gái cưng điều gì trước khi về nhà chồng? Má năm, mẹ Khởi My xúc động căn dặn Khởi My Kevin Khánh phải nắm tay nhau suốt phần đời còn lại hạnh phúc như ngày hôm nay. Sáng nay 23 tháng 11, Khởi My và Kevin Khánh đã bí mật tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở quận 8. Chỉ ít phút sau khi thực hiện lễ cưới thì rất nhiều hình ảnh về tin vui này đã xuất hiện khắp các diễn đàn, dù cho hai nhân vật chính không muốn ồn ào trên truyền thông. Là người nổi tiếng khó tính, kiêm nhiệm công việc quản lý, trợ lý cho con gái cưng, má năm luôn đồng hành cùng Khởi My trong tất cả các chương trình sự kiện mà nữ ca sĩ tham gia. Trong ngày hạnh phúc của con gái cưng, má năm cũng gửi những lời chúc phúc tốt đẹp đến hai con. Đáng chú ý, má năm căn dặn cả hai phải nắm tay nhau suốt phần đời còn lại, hạnh phúc như ngày hôm nay. Khoảnh khắc xúc động nhất trong lễ cưới của cặp vợ chồng Khởi My Kevin Khánh. Một trong những điểm đặc biệt trong lễ cưới của Khởi My Kevin Khánh là chú rể được chính mẹ vợ tặng cho kiềng vàng, làm của hồi môn, thậm chí còn chính tay má năm đeo vào cổ. Mẹ vợ tặng của hồi môn cho con rể, trong đó đặc biệt nhất là chiếc kiềng vàng. Ngoài ra, tại lễ cưới, Kevin Khánh đã có một cách đón dâu vô cùng độc đáo. Thay vì các sao Việt khác đưa dàn siêu xe tiền tỷ, thì anh chàng này đã đưa hẳn một đoàn mô tô phân khối lớn đến rước nàng về dinh. Đoàn xe của Kevin Khánh đã phần nào làm náo loạn cả tuyến đường. Thành Đạt chúc mừng sinh nhật Hải Băng, xến hơn tỏ tình, cảm ơn em đã dừng lại ở cuộc đời anh. Không chỉ dành những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất, Thành Đạt còn tổ chức tiệc sinh nhật cực hoành tráng và lãng mạn cho Hải Băng. Ngày 22 tháng 11 vừa qua là sinh nhật lần thứ 29 của nữ ca sĩ Hải Băng. Để chúc mừng ngày quan trọng này, ông xã cô nam diễn viên Thành Đạt đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật khá hoành tráng và lãng mạn. Dưới sự góp mặt của bạn bè thân thiết ở một cửa hàng nhỏ, không những thế, nam diễn viên còn khiến nhiều người phải ghen tị khi dành một lời chúc mừng sinh nhật khá mặn nồng cho Hải Băng trên trang cá nhân. Anh viết, vợ yêu, với anh không chỉ riêng 22 tháng 11 mà ngày nào cũng là sinh nhật của em. Cảm ơn em đã đi và dừng lại ở cuộc đời anh để cùng bắt đầu những chuỗi ngày bình yên, nơi chỉ có niềm vui hạnh phúc và những nụ cười. Hãy tiếp tục cùng anh đến những chân trời mới. Nơi ấy có những người bạn ta từng quen, có anh, có em, hai thiên thần bé của chúng ta, anh yêu em, vậy vì em xứng đáng. Lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào như tỏ tình của Thành Đạt dành cho Hải Băng. Cặp đôi đã có buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ bên nhau cùng bạn bè thân thiết. Từ khi công khai tình cảm đến nay, Thành Đạt Hải Băng luôn thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi. Hội bạn bè thân thiết của cặp đôi cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật này. Dù đã có con gái chung, nhưng cả hai vẫn thường xuyên có khoảng thời gian dành cho nhau để hâm nóng tình cảm. Mặc dù đã có khoảng thời gian gần 2 năm mặn nồng, nhưng đây là lần đầu tiên Thành Đạt bày tỏ tình cảm ngọt ngào như vậy với Hải Băng trên trang cá nhân. Chính vì thế, anh nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè lẫn người hâm mộ. Khoảnh khắc tinh nghịch của vợ chồng Hải Băng, Thành Đạt và bạn bè.
Hải Băng và Thành Đạt chính thức xác nhận tình cảm từ tháng 8/2016. Cho đến cuối tháng 3/2017, cặp đôi khiến cả showbiz xôn xao khi bị lộ thông tin đã có với nhau một con gái đầu lòng. Để khẳng định tình cảm, Hải Băng Thành Đạt đã âm thầm làm lễ hỏi vào ngày 22 tháng 7 vừa qua với sự góp mặt của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, cả hai đều chia sẻ với truyền thông vẫn chưa có ý định tổ chức hôn lễ. Bản thân nữ ca sĩ Hải Băng cũng cho biết cô sẽ không làm đám cưới với Thành Đạt dù đã đính hôn và có con chung. Bởi theo quan niệm của Hải Băng, tôi là người không quan trọng chuyện cưới sinh mà tôi cũng không muốn đám cưới đâu. Có rất nhiều cặp đôi, đám cưới tưng bừng rồi cuối cùng cũng chia tay. Thà như vậy mà nó lâu dài, tôi sống hơi bị phương Tây nên chẳng đặt nặng chuyện đám cưới. Về mối quan hệ với con trai riêng của Thành Đạt, bé Kít, Hải Băng thừa nhận, con riêng anh Đạt gọi tôi là cô, tôi cũng không thích bé gọi mình là mẹ. Cũng có nhiều người chọc ghẹo nói bé gọi tôi là mẹ, nhưng tôi đã nói với bé rằng mẹ của bé chỉ có một, đó là Diệp Bảo Ngọc, nên bé luôn nhận thức gọi tôi là cô. Nếu đặt tôi vào trường hợp của Diệp Bảo Ngọc, tôi cũng không thích con tôi gọi vợ sau của anh Đạt là mẹ. Mới tái hôn chưa bao lâu, Lê Phương đã khóc nghẹn vì phải đón nhận những điều không hay khi lấy chồng trẻ kém tận 7 tuổi. Lấy chồng trẻ có lẽ chính cô cũng không ngờ sóng gió lại đến sớm như vậy. Xinh đẹp, tài năng, hiền lành, nhưng Lê Phương lại khá lận đận trong chuyện tình duyên. Dẫu vậy giờ đây, cô cũng đã có thể buông bỏ quá khứ buồn và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã kém 7 tuổi và cậu con trai cà pháo. Sự chênh lệch tuổi tác không khiến hai nhân vật trong cuộc phiền lòng, thế nhưng lại là một bộ phận dư luận dậy sóng và có cái nhìn tiêu cực. Bằng chứng chính là việc từ hồi Ninh Duyên vợ chồng với Trung Kiên, Lê Phương phải tiếp đón khá nhiều anti-fan trên trang Facebook của mình. Những vị khách không mời mà tới thoải mái buông xả những lời dèm pha, thô tục, nhằm châm chọc, thậm chí chửi bới nữ diễn viên. Hầu hết các bình luận đều có nội dung mỉa mai chuyện cô có hai đời chồng. Lê Phương muốn sống bình yên với Trung Kiên cũng không yên. Sao em già rồi, bị bỏ nên em dụ con nít để lấy cho đỡ buồn phải không? Thật là đàn bà ngứa mép. Mai mốt nó bỏ thằng này lấy thằng khác nữa chứ gì, diễn viên mấy bà có ai tốt đâu mà làm rùm beng. Không hiểu chủ nhân Facebook này có thù oán gì với Lê Phương hay không? Cuối cùng bị nữ diễn viên treo hẳn ảnh lên và nhắn nhủ, chị trông có tuổi mà văn hóa thấp kém thế, con cháu chị đọc được những dòng này chắc vui lắm. Khoe ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng, liền nhận về bình luận độc mồm như thế này, tròn một tháng một đời người còn xa lắm em ơi. Sao mà chảnh chọe quá, là chồng vợ ai mà không có như thế, mà cứ đem lên bao hình chu môi căng lưỡi đó hoài chưa chán à, em ráng cày để có thược biệt thự xe hơi như người ta đi em ơi. Làm cho quá vô rồi mai mốt chia tay, Lê Phương bị một Facebook trù ếm. Một Facebook khác cũng vào trách mắng Lê Phương như đúng rồi. Tại sao dễ quên nhanh quá khứ đến như thế? Mới và cũ, xấu và đẹp, thơm và thối, liền bị Lê Phương quở lại. Lê Phương nhẹ nhàng gửi lời nhắn nhủ tới những người ác miệng. Nữ diễn viên thể hiện sự bức xúc dưới phần bình luận. Bạn vừa nói đến quyền tự do ngôn luận đấy à, vậy bạn cũng nên tìm hiểu về luật xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, dù là cố tình hay vô ý, thì sẽ bị xử lý như thế nào bạn nhé. Nghi hai con chết oan, mẹ cầu cứu danh hài Hoài Linh, bị xe khách tông chết hai con nhưng công an không khởi tố. Trong cơn cùng quẫn, người mẹ đã quay clip cầu cứu thần tượng là danh hài Hoài Linh. Từ ngày 19 tháng 11 trên mạng xã hội xuất hiện một clip thu hút rất nhiều người chia sẻ. Trong clip là hình ảnh đôi vợ chồng ôm di ảnh hai đứa con gái nhỏ. Người vợ vừa khóc vừa nói là làm clip này gửi đến thần tượng của mình là danh hài Hoài Linh. Chỉ mong với sức ảnh hưởng của mình, danh hài này sẽ lên tiếng để lấy lại sự công bằng cho gia đình chị. Mất hai con trong chớp mắt. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đôi vợ chồng trong clip là anh Nguyễn Văn Phú, 35 tuổi, và chị Lê Thị Kim Dung, 30 tuổi, cùng là công nhân, cư ngụ tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày 22 tháng 11, phóng viên đã đến nhà vợ chồng anh Phú. Chị Chung kể ngày 13 tháng 2, chị chở đứa con gái nhỏ Nguyễn Thị Thanh Nga, 19 tháng tuổi, đi đón con gái lớn là cháu Nguyễn Thị Ngọc Lan, 10 tuổi, học lớp 4. Trên đường về, khi xe đang dừng đèn đỏ, thì bất ngờ chị thấy xe khách lao tới trước mặt mình. Chị hồi tưởng,
Tôi nghe cái đùng rồi ngã xuống đường mê man tại chỗ. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Tôi nghe chồng nói hai con chết rồi. Tôi rụng rời không hiểu vì sao lại thế. Bệnh viện cho biết chị Chung bị gãy xương sườn, dập phổi, tỷ lệ thương tật lên đến 53%. Đúng là một cơn ác mộng. Càng nghĩ càng đau lòng, tôi tha thứ cho tài xế xe khách. Nhưng liệu hai con tôi có tha thứ không? Các con tôi có tội tình gì đâu? Chị nói nghẹn ngào. Không khởi tố vì xe khách mất phanh. Chị làm clip cầu cứu danh hài Hoài Linh sau khi nhận được kết luận của cơ quan công an về việc không khởi tố vụ liên quan đến cái chết của các con chị. Theo kết luận của công an, xe khách gây tai nạn là xe loại 29 chỗ, biển số 51B17641. Chủ xe là ông Trần Văn Sơn, 54 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gây tai nạn xảy ra, ông Sơn đã bán xe này cho ông Trần Thanh Giống, 32 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Tiền Giang. Ông Giống thuê tài xế Nguyễn Thái Dương, 37 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, đưa đón khách từ Tiền Giang lên Bình Dương. Dù lái xe 29 chỗ, nhưng ông Dương chỉ có bằng lái ô tô hạng B2. Ngày 13 tháng 2, Dương chở khách từ Hậu Giang lên đến Bình Dương, đến 16:40. Xe này đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn với tốc độ 55-61 km/h. Khi đến khu vực đèn đỏ, nơi giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường Cây Đa, thuộc địa phận thị xã Dĩ An, thì xe khách này tông vào đuôi một ô tô bán tải chạy cùng chiều phía trước, va quệt, làm gãy kính chiếu hậu của một ô tô khác. Sau va chạm, xe khách lao về phía trước, tông ba xe máy đang chờ đèn đỏ, trong đó có xe của chị Chung. Sau khi ủi ba xe máy, xe khách tiếp tục lao về phía trước, tông tiếp một xe máy nữa đang chạy trên đường Cây Gia. Chiếc xe khách chỉ dừng lại khi tông trúng cột đèn và mắc kẹt vào rãnh cống thoát nước. Vụ tai nạn làm hai người chết, hai người bị thương nặng, hư hỏng nhiều xe máy ô tô. Về lý do không khởi tố, kết luận của công an nêu, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, xét thấy hành vi điều khiển ô tô khách mang biển số 51B17641 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh, yếu tố khách quan. Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nên không đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.